Hey yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái tựa game cực kỳ là quen thuộc. Và rất là lâu rồi tôi chưa từng làm. À nhầm, tôi chưa làm lại. Đó chính là Elemental Power Tycoon Đại Chiến Nguyên Tố. Tôi biết là các bạn mong chờ cái video này rất là lâu rồi. Và thật ra là dạo này tôi cũng... bị ý tưởng quá nên là tôi mới quay tìm lại cái tựa game đó. Tựa game đấy đúng kiểu như là... Khi nào mà khó khăn quá thì ông mới tìm đến tôi. Nếu như các bạn không biết là cái series này là cái tựa game như thế nào thì các bạn có thể xem ở đây 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 đây. Rất là nhiều những cái video mà mình đã làm, tầm khoảng chục video về Elemental Power Tycoon đấy. Nhưng mà thôi kệ đi. Tại vì trong đấy tôi vẫn chưa phá đảo hẳn, tại vì còn một vài sức mạnh nữa tôi chưa khám phá. Nên là ngày hôm nay để xem tôi sẽ khám phá thêm được một cái sức mạnh nào mới trước khi vào video. Đừng quên để cho mình một like và một đăng ký kênh và đừng quên bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Và nhớ xem quảng cáo ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì let's go. Ok, và để xem ngày hôm nay họ sẽ mở ra cho chúng mình những cái sức mạnh nào đây. Sức mạnh bóng tối mình đã từng chơi rồi này, hầu hết là những cái mà mình đã từng chơi rồi. Và mình có phát hiện ra ở đây là một cái sức mạnh nọc độc. Mình chưa chơi bao giờ và mình cũng không biết là cái nhân vật anime của cái nọc độc này là gì. Là mình sẽ chọn trái nọc độc. Như các bạn có thể biết là nọc độc là biểu tượng cho những cái con vật nào mà nó sao nhở, nó có nọc độc. Kiểu ví dụ như là con rắn này, con dết này, hay là những cái con bộ cạp này đều có nọc độc các bạn ạ. Và biểu tượng cho những con đấy là những cái nhân vật anime cực kỳ là hắc ám. Ví dụ như gọi là Orochimaru ở trong Naruto là một con rắn cực độc luôn đấy. Nhưng mà đầu tiên là vào thì vẫn chưa có tiền anh em ạ, cay thật. Chúng ta có nên xây tường không? Không, chúng ta nên ưu tiên làm kinh tế trước đây. Chúng ta sẽ phải xây nhiều cái drop này trước này. Nên là tôi sẽ lại ra ngoài thăm ngàn và kẹp ngân thôi anh em ơi. Thăm ngàn, kẹp ngân. Thăm ngàn, kẹp ngân. Thăm ngàn, kẹp ngân. Thăm ngàn. Thăm ngàn, thăm ngàn. Thăm ngàn, kẹp ngân. Thăm ngàn, kẹp ngân. Kiếm cướp của tôi ơi, nào. Trái sấm sét Goku à, được rồi. Ngày hôm nay nhá, ông trộn sai nền văn minh rồi. Mặc dù nhà ông có thể cao hơn nhà tôi thật đấy, thế nhưng mà được rồi, tí nữa tôi sẽ cho ông biết thế nào gọi là ăn vàng trộm nhá. Cay thật. Cay thế nhở. Người đến trước không phải là người đến sau. Mà người đến sau thì chắc chắn là không phải là người đến trước. Tôi cũng không biết tôi nói cái gì nữa. Nhưng mà nào. Ui ôi, boss à các bạn ơi. Boss rồi. Trời ơi, tôi đã có sức mạnh gì đâu mà bắn lùm đít tôi này, cay thật. Được rồi, tôi có 4k tiền. Nhà tôi đâu rồi? Đây rồi. Nhà vẫn trống trơn, trống trơn, trống ngoắc, chưa có gì anh em ạ. Rồi từ từ, tôi phải đợi mấy anh em kia oánh boss xong là tôi ra tôi ăn hôi hả? Mình không đánh được thì mình ra mình ăn hôi thôi. Quá chuẩn luôn. Chứ còn để mà đánh boss thì tầm này tôi đã có chiêu gì đâu. Ở đây rồi, tôi xây tường lên các bạn ạ. Ok, có tường rồi. Rồi, hết tiền luôn. À, có thêm 1.000 nữa rồi. Chúng ta sẽ có cái lưỡi nọc độc hay là cái gì đây? Một thanh kiếm. Yo, trông cũng chà bá lửa đấy chứ. Để xem nào. Bình thường ấy thì là những cái thanh kiếm như thế này. Xây cái cửa này đây. Đấy, cửa cực an ninh luôn. Bình thường ấy thì những cái kiếm như thế này chúng ta sẽ có một cái chiêu thứ ba. Là cái chiêu gì tôi sẽ test thử luôn. 1 này, 2 này, 3. Ôi kìa, sao không ra gì nhở. 1 này, 2 này, 3 này. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Không có gì các bạn ơi. Được rồi, mấy anh em kia đang tập trung đánh boss các bạn ạ. Nhà tôi Tiệt thế chả dạ nữa, cay thật. Bạn cay không, bạn khó chịu. Trời ơi, như là đánh boss xong rồi, đánh boss xong rồi. Đánh boss xong rồi, bây giờ là ông ấy quay ra đánh nhau anh em ạ. Mấy anh em đánh nhau đi nhá. Được rồi, ok. Anh em đánh nhau đi, đây, đào. Nào, ra nhặt tiền được một tí đi, làm sao. Ui giời ơi, cay đấy nhở. Không sao, chúng ta có 7k tiền. Ôi. Được ấy, nhớ mặt tôi ấy. Bây giờ nhá, tôi tuyên bố luôn, tôi chống lại cả cái thành phố này nhá. Đừng có mà nhờn. Để xem là tôi đây kiếm đồng minh, xem có anh em nào muốn làm đồng minh với tôi không, hay là gặp anh em nào là anh em đấy oánh cho tôi tan xác đây. Tôi cảm thấy là kiếm tiền nó hơi lâu nên là tôi chắc là hẹn gặp lại anh em sau 10 phút nữa nhá. Để tôi đi kiếm tiền anh em ạ. À, từ từ, tôi trước khi hẹn gặp lại anh em mà tôi sẽ xem quả viên đạn đập hai. Lại vào hẳn nhà mình này, láo thật. Như nào? Bướng nhở. Nào. Rồi ơi, định vào nhà tôi anh em ạ. Không có đủ level nói chuyện với chị. Nhà tôi ấy, bây giờ là đang hơi nghèo thật. Thế nhưng mà vào đây là vào cửa tử rồi. Tôi nói thế cho nó vuông nhanh anh em ạ. Ui dồi ôi, thế tại sao tôi không phát hiện ra cái trái này sớm hơn nhỉ? Sức mạnh này mạnh quá anh em ạ.
Đấy thì ông cái ông kia còn có cả súng này, có cả chiêu thức cái gì đấy. À cái thằng ánh sáng này, mày sao? Ui, giữ khoảng cách anh em ơi. Ai giời ơi, chiêu này chạy luôn kìa. Chạy luôn chứ. Nhục vậy. Nào nhảy lên đây sao nào, Nhảy lên đây. Ăn đi. Tôi giữ khoảng cách ngay. Ôi giời ơi. Tưởng như nào. Trời ơi. Tôi đã bảo rồi, vào đây là anh em vào cửa tử nhá. Này chẳng qua là tôi gần hết máu rồi nhá. Tôi không thích vô hiệu hóa luôn. Tôi chiến với cái thằng này luôn. Mày định vào đây làm gì? Ui hai đã. Định 2 đánh 1 à? 2 đánh 1 này thì 2 đánh 1 này, một thằng hẹo này. Nó định vào nhà tôi ở nó, không những nó ăn cắp mà nó còn đang định đánh cả chủ nhà. Thằng này bỏ chạy luôn này, nhục. Nhục như con trùng trục. Ôi nó vẫn vào đây. Vẫn muốn vào đây. Từ từ đấy nhá. Tôi phải xây tầng 2. Rồi, xong rồi. Kiên cố rồi đấy. Đủ hơi kiên cố một tí. Thằng lì thật, mạnh lì này. Lì này. Nào, lì thích lì không? Thích lì không? Ai à, cày hết rồi. Xì bà. Rồi. Tôi thấy là đánh cứ đánh nhau như đánh đi đánh lại như này mất thời gian thật đấy. Ui giời ơi, lại còn cả cái thằng băng nữa. Sao vào đây nhiều thế? Chúng mày thích tao à? À. Rồi ok. Ôi giời ơi. Các bạn thấy không? Ba tên với ba sức mạnh khác nhau vào đây tôi cân hết. Ui, sức mạnh này thật là mạnh. Ai hả? Ui, nó gọi cả đàn cả lũ đến đây rồi. Ê, hình như là cái lời tuyên bố của tôi lúc đầu game mà tôi cân cả cái thành phố này như là đến tai anh em rồi sao nhỉ? Tôi chống lại cả cái thành phố này nhá. Tôi sẽ rút lại lời tuyên chiến này trong vòng 10 phút nhá. 10 phút nữa tôi quay lại với anh em để xem mèo nào cắn mỉu nào. Ai lại còn trái xương vào đây? Đánh tôi không mất máu, tôi đã vô hiệu hóa rồi. Tạm biệt. Ôi giời ơi anh em ơi, sau khi gọi là 15-20 phút bôn ba ngoài giang hồ, tôi nói là 10 phút nhưng mà 10 phút là quá là không đủ các bạn ạ. Đây là sức mạnh pha lê và sức mạnh trái đất. Ê, sức mạnh trái đất vừa vào kìa các bạn ơi. Mình có nên đi chào hỏi một tí không nhỉ? Chào cậu nhá. Chào cậu. Chào cậu. Tôi đứng đây từ chiều, tôi vừa mới xây nhà xong. Ôi thôi không được, như thế là việc xấu các bạn ạ. Kiểu kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Nhưng mà đó là quy luật của tự nhiên rồi các bạn ạ. Khi mà các bạn yếu các bạn không làm được gì cả. Nên là chúng ta phải nỗ lực hàng ngày đấy. Tôi đã kiếm được thêm 4 triệu, 5 triệu. Ngon. Rồi, tôi sẽ xây thêm một cái phần thú cưng. Ngày hôm nay là thú cưng là gì đây? Wow, một cái con đầu này là đầu con rắn hay con rơi hay con dép tôi cũng không biết nữa. Đây là một đầu của con gì đấy, biểu tượng cho sự gọi là nọc độc. Tôi cũng không biết phải gọi là cái gì nữa. Rồi, cơ thể nguyên tố đây thôi, cái thứ mà tôi mong chờ nhất trong cái video này. Gì đây? Cái gì mà xấu cái này hả dai? Con này là con gì? Rồng ba đầu, rồng nọc độc à? Xấu thế. Nhưng mà không sao các bạn ạ, xấu nhưng kết cấu nó đẹp, được chưa ạ? Sức mạnh nó khỏe, ok chưa? 270 máu. Oh my god. Bình thường tôi chơi những cái sức mạnh khác, khi mà tôi biến thành cơ thể nguyên tố tôi sẽ cộng được thêm tầm khoảng 100 máu nữa, là tầm khoảng 200 máu đây. Và cộng với cả là con thú nữa là 50 máu nữa đi, là 250 máu. Nhưng đây là 270 máu. Con này là siêu tanker và siêu đam. Thực ra là đam nó cũng không to lắm đâu, nhưng mà khi mà chúng ta giải rác nhiều ra ấy thì nó sẽ rút dần như kiểu là bị thiêu đốt các bạn ạ. Đối thủ sẽ bị thiêu đốt và sẽ bị máu mất dần, nên là cực kỳ là khó chịu luôn với cái trái nọc độc này các bạn ạ. Được đấy, chúng ta sẽ lên trên tầng thượng xem có gì nào. Yêu anh đi, anh dắt em lên tầng 3. Lên tầng 3 chúng ta nhảy cha. Đấy rồi, có pháo đài rồi em ơi. Vậy là nhà tôi full option rồi anh em ơi. Chỉ cần sau 20 phút cày cuốc thôi. Ê, có thằng đang chạy kia các bạn ơi. Bắn luôn. Chạy đi đâu cho khỏi nắng hả em yêu ơi. Đứng lại đây. Ok, sao bắn nãy giờ không trúng phát nào chứ, lừa. Đây rồi, có thằng ở đây là tôi không bắn thằng này thì bắn thằng khác. Đây rồi, đứng lại đây. Không trúng các bạn ạ, súng này tều quá. Tôi xuống tôi đánh nhau luôn. Từ tôi phải test chiêu thức mới ở dưới tầng 2 anh em ơi. Đây rồi, về tầng 2. Đây rồi. Đây tầng mấy? Đây tầng 2 rồi. Ngọc gì đấy? Nọc độc bong bóng. Quỷ độc. Thuốc độc cứng. Vòng Venom. Chúng ta là Venom các bạn ạ. Ui, Venom. Được chưa? Thánh lồng tiếng.
Rồi ok, tôi thử xem cái mưa axit là tôi dùng rồi này. Ui, đây. Có đối tượng, thằng sấm sét này. Nào, mới đầu vào game, ăn trộm đồ của ai, ăn trộm tiền của ai, đứng lại. Đứng lại, come on baby. Rồi, tới công chuyện rồi. Cái chiêu thứ 5 này của tôi gọi ra một con gọi là như kiểu Susano các bạn ạ. Và nó sẽ tăng cho tôi thêm 770 máu. Trời ơi, tôi chơi tựa game này gần 1 năm trời rồi mà tôi không phát hiện ra là cái trái này nó mạnh đến mức độ như thế. Oh my god, đỉnh quá các bạn ơi. Tôi không còn gì vậy để có thể diễn tả được cái đây rồi, thấy đánh nhau. Có biến. Ui, từ từ. Tôi gọi quỷ độc. Gọi quỷ độc cực kịp thời luôn. Cộng thêm 770 máu. Đỉnh quá. Ê. Sao tôi lại chết? Sao lại hẹo nhỉ? Ông bảo lấy sao lại hẹo được nhỉ? Nào. Tôi đang tự hào là có cái chiêu này mạnh mà. Không, từ từ đã. À, tôi hiểu tại sao rồi. Tại vì vừa nãy là có hai thằng nó dồn đam liên tục vào người tôi. Thế thì có mà thần thánh cũng không đỡ được anh em ạ. Thử ra đây solo 1-1 với anh đây xem. Anh đang chạy cho vỡ mồm con chó chồm như nè. Đâu rồi, anh trai ánh sáng này. Anh trai ánh sáng này vừa lấy vừa vào tôi đánh cho nó lên bờ xuống ruộng mà từ nãy đến giờ nó vẫn chưa xây được cái tí nào này. Hả, anh trai ánh sáng này. Úi trời ơi. Non ơi là non. Gọi cu trai ánh sáng này là lốp xe bị thủng bởi vì em hơi non. Không phải hơi non mà quá non. Hơi non. Rồi đây là nhà nhâm thành. Ui, cái thằng nào bắn đấy? Hình như là lại là thằng trái ánh sáng. Ui, đã yếu lại còn ra gió. Đây tôi vào cho nhà dung nham này thì xem là nhà dung nham có gì. Nhà dung nham không có cầu thang à? Xong quá là nghèo nàn hiểu không? Cái thời ngoài nghèo nàn của tôi qua rồi. Và bây giờ là thời hoàng kim của tôi đã đến. Đây rồi, thằng trái không gian vừa nãy nó kêu diệt tôi đúng không? Trái thời gian chứ. Tôi cũng đã từng chơi cái trái thời gian rồi nên là tôi nắm được tình hình của địch đúng không? Đấy, không được khinh địch đúng không? Không được khinh địch. Cái thằng trái không. Điểm yếu của tôi là trái thời gian sao? Cái trái thời gian nó chỉ cần đóng băng tôi cái là tôi không thể cử động được các bạn ơi. Ui rồi ơi, không được khinh địch. Rồi ơi, hỏng rồi. Ui rồi, bây giờ chúng ta không được khinh địch các bạn ơi. Bây giờ là chúng ta phải nắm được cái điểm yếu của nó. Biết địch biết ta. Trăm. Nhưng mà tôi chưa biết địch các bạn ạ. Từ từ nhá. Ui sao cái gì mà hit the hope bên thế này. Ui tôi vào hẳn nhà nó còn cầm xích nó lôi hẳn tôi ra như một con chó. Cay thế nhở. Cay thế nhở. Ui ôi sao nó bùm chiếu nhà tôi này. Nào. Đây rồi, lãnh chúa magma. Ui ôi. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Chắc là cậu mệt lắm rồi. Đúng vậy. Mình thấy mệt mỏi quá. Ê, sao cái thời điểm mà tôi chơi cái trái thời gian đấy tôi không dùng được combo như vậy ta? Có phải là do trình độ không các bạn ơi? Trình độ quyết định tất cả. Ôi ơi, thế thì tôi lại bị gà quá rồi các bạn ơi. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cái đợt mà tôi chơi cái trái thời gian như thế tôi không dùng được skill. Đóng băng mạnh, đóng băng sao liên tục tọi luôn. Như nào. Ui đây rồi, tôi gọi quỷ độc ra đây. Ui nó lại xích tôi rồi. Ui. Từ từ. Làm sao mà trái thời gian có thể như thế được? Hay là hai thằng này là hai cặp bài trùng? Trái thời gian cộng với trái dung nham. Một thằng xích, một thằng thả nam. Nào. Đừng có bắt, từ tao biến hình cái đã. Trời ơi. Khó quá rồi. Ôi cái gì nữa? Ôi ơi. Khó chịu. Khó chịu quá. Làm gì cơ? Khóc quá. Ôi trời ơi các bạn ơi, người ta có câu là giàu thì nó ghét, mà đói rét thì nó khinh, còn thông minh thì nó lại tìm cách tiêu diệt. Trời ơi, bây giờ đang tìm cách tiêu diệt tôi này các bạn ơi. Thế thì tôi phải đánh giá là tôi quá mạnh và tôi quá thông minh nên là tất cả bọn nó mới bắt đầu bâu vào đầu đánh tôi. Nên là hình như là lời nguyền nó bắt đầu có hiệu nghiệm rồi khi mà đầu video tôi bảo là tôi sẽ cân cả cái thành phố này và bây giờ đúng là tôi cân thật. Tôi chống lại cả cái thành phố này nhá. Và tôi không cân được các bạn ơi. Đội này mạnh quá rồi, đội này lao vào đánh tôi. Từ nhá. Nào vào đây đánh đi. Chạy đi. Chạy luôn cơ. Chồng. Chạy kìa. Ôi giời ơi. Ra đây mà solo này.
Ra đây mà solo. Ôi nó chạy nhanh quá các bạn. Chạy sấm sét này. Đang chạy sấm sét này. Đang chạy sấm sét này. Lúc đầu nó vào định cướp đồ của tôi, bây giờ nó thấy nhìn thấy tôi nó phải chạy rẽ ngay các bạn. Còn thằng này. Còn thằng này. Thằng này tôi phải tìm cách áp sát nó. Thằng này nó đi tung hoành khắp nơi các bạn ơi. Thiếu ngạo giang hồ à? Ơ. Sao nó có chiêu quỷ đá? À chết nhầm, quỷ độc. À quỷ độc này là tôi. Ơi, nó biến được thành quỷ độc kìa. Thằng này láo quá. Sao nó biến được thành quỷ độc ra? Ok. Thầy siêu đạo trích à? Nhân. Trời ơi nó nhốt tôi rồi, chạy thôi. Nào. Quỷ độc sắp hết thời gian rồi. À chạy thôi. À. Không ngờ có ngày tôi cũng phải chạy như thế này các bạn. Từ từ. Được. Tôi không kịp áp sát được, tôi sẽ đánh từ xa. Siêu bắn tỉa, thriller, TV, sniper. Bên trên này tôi cầm súng tôi bắn chết nghi. Chúng ta đã có một cái bàn tay vô hình là cái gì? Xem cái bàn tay vô hình là cái gì? Đây rồi, bàn tay vô hình là cái chiêu xích. Ơ? Thằng trái thời gian tại sao lại có cái chiêu bàn tay vô hình này của trái hắc ám? Ôi dồi ôi, thằng này siêu chết cả. Từ nhá, đây rồi, đây. Tao kéo mày lên luôn. Kéo xịt rồi, tạm biệt. Cầm cái này tôi bắn. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu? Chạy đi đâu? Tôi bắn nó không mất máu. Thầy bị làm sao vậy? Ơ? Sao bắn không mất máu? Bắn trúng rồi. Ôi ơi, nó còn có cả trái xương nó cưỡi đi các bạn ạ. Ôi thằng này nó đóng cọc ở đây bao nhiêu lâu rồi vậy? Đất có thủ công, sông có hào bá. Thằng này còn hơn cả hào bá rồi các bạn ạ. Thằng này sống ở đây hơi lâu rồi, thằng này đóng cọc ở đây từ cái thời gọi là tôi không biết từ thời nào nữa nhưng mà. Thằng này cái thằng này nhá. Người nó thì là nguyên tố thời gian, nhưng chiêu thức thì lại có cả nọc độc, có cả đá quý, có cả hắc ám và thậm chí có cả sấm sét và dung nham. Thằng này nó cái thứ gì ăn tạp à? Nó còn có cả trái thiên nhiên đấy kìa. Thôi không chơi nữa. Này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Thôi anh không chơi đâu, thôi thế nhá. Các bạn ơi, tôi chắc là tôi tạm dừng video tại đây thôi. Cái trái nọc độc này thực ra là nó rất là mạnh nếu như để mà solo 1-1, nhưng mà gặp cái thằng siêu đạo trích như cái thằng kia thì thôi, tôi chịu các bạn ạ. Nếu như các bạn ủng hộ thì khả năng tập sau tôi sẽ làm một cái tập nguyên về siêu đạo trích, làm tất cả các nguyên tố trong một video. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên để cho mình một like và một đăng ký kênh, và đừng quên bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. À nhớ xem quảng cáo nha. Đừng đánh em nữa.